Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 USDT nè bạn. Thì chương trình này góp này dành cho 2.000 member may mắn nha, nhận được 50 top cần, 50 đô top cần UBET nha bạn. Thì con này chạy trên nền tảng của Avachan nha bạn. Thì để tham gia game này, các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nha bạn. Mở liên phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn quốc gia Việt Nam nè các bạn. Rồi bạn bấm chấp nhận điều khoản các bạn, các bạn bấm continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên đâu Uber Wallet. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè các bạn. Rồi nó tự động luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào retweet Twitter nè. Rồi, cảm ơn like nè. Thích nè, tweet đây nè. Rồi, các bạn bắt đập đây nha các bạn. Rồi bấm continue. Tiếp tục xuân thích cái trailer. Xem code làm sao nữa các bạn. Rồi, bấm bắt đập đây nè. Set 5 free. Rồi bạn bấm continue với các bạn. Xong xuôi tiếp tục con xuân tiếp kênh Telegram nữa nè. Chờ tới 20 giây các bạn mới continue được nữa các bạn. Bạn bấm xuân xào nữa bạn. Rồi bạn bắt đập lên các bạn. Các bạn chờ tới 20 giây các bạn. Rồi các bạn chạy xong bấm continue nha các bạn. Tiếp tục like fanpage Facebook nè. Bấm vào click here nè. Rồi các bạn bấm thích nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn chờ 11 giây. Rồi tiếp tục follow Instagram nè các bạn. Rồi, trên Instagram các bạn xong thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Sau bấm continue nha các bạn. Tiếp tục follow Twitter nè. Ác ôm, nó mất chờ 5 giây, 10 giây hoài. Rồi, các bạn bắt đắp lên nè. 5, 4, 3, 2, 1 thôi. Rồi, tôi bấm continue nha các bạn. Tiếp tục cái mục up boot address này thì các bạn chưa các bạn cho Discord nữa các bạn. Trên Discord bạn chấp nhận là mời nữa các bạn. Rồi khi vào Discord thì các bạn bấm vào một server nữa các bạn click trang nữa các bạn. Server. Đâu ta chính con hơi khó các bạn. Bấm vào server nữa các bạn. Đâu. Sau ngày bạn bấm server xong các bạn comment một câu bình luận đi bạn, xong xuôi các bạn bắt đập được cái link phong hồi nãy nè. Đóng tiêu người ta. Rồi các bạn chơi dưới đây các bạn. Chua ăn cái dự án này quá các bạn ơi. Rồi bấm continue thôi các bạn. Rồi xong tiếp tục các bạn điền địa chỉ với mình. Ok, địa chỉ là địa chỉ với Avachan các bạn. Avalanche thì các bạn tích hợp vào với MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Thông số một đây mình link mô tả cho các bạn. Này tương tự như các bạn tích hợp mạng BNB Smart Chain với tôi các bạn. Mình chọn gì? Avalanche nè, các bạn bấm nhận nè.
các bạn sao chép những cái này rồi bạn dán đây các bạn, rồi bạn muốn continue xong xuôi các bạn việc lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè những cái thằng kiếm tôi căng các bạn. Vậy video này em kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.